Thưa quý vị, thời gian gần đây do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, tình trạng nắng nóng, hạn hán, thiếu nước đã làm cho các hồ thủy điện ảnh hưởng nghiêm trọng. Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng điện đang có xu hướng tăng cao, đặc biệt là vào mùa nắng nóng và các tháng 5, 6, 7, dẫn đến tình hình cấp điện mùa nắng nóng sẽ rất khó khăn. Hệ thống điện có thể phải đối mặt với tình trạng không đáp ứng đủ nhu cầu. Theo khuyến cáo của ngành điện cũng như các chuyên gia, giải pháp căn cơ ứng phó với nguy cơ thiếu điện trước mắt và cả lâu dài vẫn là chủ động tiết kiệm điện. Để lan tỏa văn hóa tiết kiệm điện đến cộng đồng, ngay tại trụ sở làm việc, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên, các khu vực công cộng, dừng hoạt động 50% số thang máy, mở máy lạnh trễ 60 phút và tắt máy lạnh sớm 60 phút so với giờ bắt đầu và giờ kết thúc hoạt động, khuyến khích di chuyển bằng cầu thang bộ giữa các tầng gần nhau, hạn chế tối đa các thiết bị điện và tận dụng ánh sáng ngoài trời để làm việc. Mình là cán bộ công viên ngành điện thì mình cũng phải gương mẫu đi đầu trong việc thực hành tiết kiệm điện. Với văn phòng làm việc, tận dụng tối đa cái ánh sáng của tự nhiên. Thay vì mình bật máy lạnh thì mình dùng quạt ra vào phòng làm việc thì tắt đèn. Còn tại trụ sở Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận, ngay từ khi thiết kế, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận đã quan tâm xây dựng trụ sở theo hướng tiết kiệm năng lượng, tận dụng tối đa ánh sáng, gió tự nhiên, lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhằm giảm tải nhu cầu sử dụng điện năng từ hệ thống lưới điện, cũng như sử dụng hệ thống đèn cảm biến bật tắt tự động. Các cái phòng ban đơn vị cũng quán triệt chặt chẽ các cái quy định của thành phố về thời gian mở máy lạnh, tiết kiệm thang máy sử dụng. Cũng như là các cái hoạt động khác, quận cũng đã phối hợp với Điện lực Gia Định để thành lập một cái tổ kiểm tra tuyên truyền đối với 13 phường trong cái việc là thực hiện tiết kiệm của đèn chiếu sáng dân lập theo quy định, cũng như là tuyên truyền trong các hộ gia đình. Liên quan đến việc một số khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh bị cắt điện trong những ngày qua, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cho biết do thành phố đang bước vào giai đoạn giao mùa, ngành điện phát hiện ra một số điểm có nguy cơ sự cố nên phải cắt điện để xử lý các điểm khiếm khuyết trên lưới. Bên cạnh đó, thành phố có nhiều hệ thống cáp ngầm nên việc sửa chữa kéo dài và đây là hoạt động bảo dưỡng định kỳ, không có chuyện cắt điện luân phiên như lo ngại của người dân. Đến ngày hôm nay thì cơ bản là các cái điểm khiếm khuyết đó cũng đã khắc phục hoàn tất. Tuy nhiên thì do thời tiết nắng nóng, vì vậy là trong cái quá trình sử dụng điện nó vẫn có những cái quá tải cục bộ. Đâu đó thì cũng sẽ phải sửa chữa trong một phạm vi hẹp. Thưa quý vị, với việc sử dụng điện an toàn, hiệu quả, tiết kiệm được nâng lên thì không chỉ mang lại những cái lợi ích về kinh tế cho doanh nghiệp và người dân mà còn góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang ngày càng tác động tiêu cực đến môi trường như hiện nay.